Ok, chào cả nhà nhé. Hôm nay thì tiếp tục chia sẻ cho anh chị một cái nội dung đó liên quan đến việc chúng ta sử dụng cái phần mềm AutoCAD nào. Thì anh chị nào chưa đăng ký kênh có thể đăng ký kênh và nhấn vào cái nút chuông ở bên cạnh đó nè, để chúng ta theo dõi những cái video mới nhất trên kênh. Và có thể like, chia sẻ nội dung video này nếu như nó hữu ích cho các anh chị và cho mọi người. Ok, quay trở lại với cái nội dung ngày hôm nay thì tôi muốn chia sẻ cho anh em ba cái cách để mà chúng ta có thể chuyển một cái đường S-Spline sang cái đường Polyline. Thế thì cái việc mà chuyển này thì đối với những anh chị là kỹ sư xây dựng thì chúng ta rất ít khi sử dụng đó nè, cỡ cả bên kiến trúc. Còn đối với cái lệnh này thì nó tôi thấy thì chỉ có thể là những bạn mà làm bên thiết kế quy hoạch, bên đo đạc đó nè, quy hoạch và bên đo đạc thì có thể họ sử dụng cái lệnh này nó thường xuyên hơn, phổ biến hơn. Còn đối với các chị là kiến trúc sư hay là bên kỹ sư xây dựng thì tôi nghĩ là ít khi sử dụng cái lệnh này, thì các chị có thể tham khảo để nâng cao cái hiểu biết của mình về việc sử dụng AutoCAD. Và nếu cần thiết thì chúng ta nhớ, còn không thì khi nào cần thì chúng ta tìm lại thôi nè. Chúng ta có thể search Google, có thể chúng ta sẽ tham khảo một cái nội dung của một cái blog nào đó, đúng không? Ok, thì ở đây thì tôi có một cái đường gọi là S-Spline đây các bạn. Để biết đó là đường S-Spline hay đường Polyline, các bạn tích chọn vào cái đối tượng này, sau đó chúng ta nhấn Ctrl 1 nữa nè. Chúng ta sẽ mở cái học thoại Property này lên. Thì ở đây các chị quan sát, ở đây nó hiện là đường S-Spline đó, còn đây là cái đường Polyline mà tôi đã chuyển đổi. Thế thì làm sao để chúng ta chuyển được cái đường S-Spline này thành đường Polyline? Thì hiện nay có rất là nhiều cách đó nè, cụ thể là có ba cách để chúng ta làm được cái việc này. Cái cách thứ nhất là chúng ta sử dụng cái lệnh gọi là blasting với nè, này cái lệnh này các chị, blast cái lệnh này, sau đó ta tích chọn này, rồi chúng ta tiến hành chúng ta chọn cái đối tượng, sau đó chúng ta nhấn enter. Rồi bây giờ chúng ta chọn no phải nào, chúng ta nhập enter enter là xong. Thì bây giờ chúng ta đã chuyển nó thành được Polyline như thế này. Đó là cái cách thứ nhất là chúng ta sử dụng cái lệnh blasting. Ok, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái cách thứ hai. Thế nào, cách thứ hai, cách thứ hai thì chúng ta sử dụng cái lệnh gọi là SBLine Delete Edit, xin lỗi, là SBLine Edit đó. Đây chúng ta sử dụng lệnh này, chúng ta gõ cái phím tắt SBI với là đây, cái lệnh này là cách gì, rồi kích hoạt cái lệnh này lên, chúng ta cũng chọn đối tượng, sau đó nó hiện ra một loạt các cái feature, tức là các cái tính năng, thì chúng ta chọn cái tính năng Convert to Polyline. Sau đó chúng ta cứ đỡ cái giá trị mặc định là 10 đi thôi nè. Sau đó chúng ta nhấn Enter. Rồi, là xong. Chúng ta cũng có một cái đường Polyline. Như vậy là chúng ta đã được hai cách rồi thôi nè. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu một cái cách thứ ba. Cái cách thứ ba hết à. Cách thứ ba thì chúng ta sử dụng cái lệnh BEDIT này, kích hoạt cái lệnh này lên, sau đó chúng ta tiến hành chọn cái đối tượng. Bây giờ chúng ta cứ đỡ đặt luôn hết nè. Yes and y enter luôn hết nè. Rồi bây giờ chúng ta cũng đỡ cái giá trị bịt 10 luôn. Chúng ta có thể thay đổi cái này, nhưng mà đây tôi sẽ thay đổi về giá trị
5 đi chẳng hạn, Enter. Rồi chúng ta chọn Apply xong. À. Thì đây các chị thấy nó có khác gì không nhé? Cái này là chúng ta đỡ 10 nè. Đó. Còn cái này là chúng ta đỡ là 5 nè. Thực ra cái số lượng này nó sẽ chia nhỏ từng đoạn của cái đường polyline của ta thôi. Ở đây tôi sẽ thực hiện một cái giá trị bơ edit cho nó nhỏ nhất để chúng ta thấy cái sự khác biệt của nó. Nhập bình 2 đi. Đó. Thì chúng ta thấy cái gì? Nó cắt cái đường S-Berline ra thành từng đoạn thôi nè. Nó sẽ, nếu chúng ta nhập mạch 2 đi chẳng hạn, thì chúng ta thấy nó không có được có cái độ boost thôi nè. Cái độ boost, nó không giữ được cái độ boost của đường S-Berline. Ở đây chúng ta giá trị 10 thì nó boost hơn. Chúng ta zoom như thế này, chúng ta thấy được cái độ boost thôi nè. Zoom gần thì chúng ta sẽ thấy nó đường là những cái đường nhảy khúc ra thôi nè. Đó, đó chính là cái sự khác biệt. Như vậy là tôi đã giới thiệu cho anh em ba cái cách thôi nè. Thì các anh em cứ lựa chọn cách nào mà nó phù hợp với mình là mình sử dụng thôi. Cái cách nào mà nó tốt nhất, nhanh nhất. Thì ba cách này thì tôi chỉ thấy cái cách gọi là chúng ta sử dụng cái lệnh blasting này thì nó mới mới nhanh nè. Chỉ có cái lệnh blasting là thoáng nhanh nhất. Chúng ta chỉ cần gõ lệnh blast, kích hoạt cái lệnh, chọn đối tượng, nhấn enter, chọn enter, ok là xong hết rồi, rất là nhanh. Đó thì chia sẻ ba cách như vậy để mà các em có thể tham khảo, rồi chúng ta lựa chọn ra một cái cách tốt nhất phù hợp với mình để mà chúng ta sử dụng. Thì đó, như tôi đã nói thì cái lệnh này, cái tính năng này thì nó cũng không gọi là phổ biến. Do vậy thì chúng ta cũng không nên phải nhớ quá nhiều nữa nè. Chúng ta không nên nhớ kỹ cái lệnh này. Khi nào chúng ta đụng tới đó, chúng ta có thể search trên Google để chúng ta tìm cái cách mà chúng ta xử lý cục bộ tại thời điểm đó. Có những lúc là chúng ta cả năm chúng ta mới thực hiện một cái thao tác này chẳng hạn. Vì có những cái dự án chúng ta không có bao giờ vẽ những cái đường cong vẹo như thế này. Nên là đa phần là bên cái khối ngành như là kiến trúc sư, bên kỹ sư thì rất ít khi sử dụng. Và tôi nghĩ rằng cái lợi này, cái tính năng này thì chúng ta chỉ có thể phổ biến thì đối với một số anh chị làm bên cái ngành gọi là đo đạc đó nè, có thể là vẽ những cái đường gọi là bình độ hay là cái gì đó vân vân đó nè, đường độ mức đó. Rồi trong quy hoạch thì nó có thể là các anh chị vẽ những cái đường những bao của những cái khu hồ bơi sông gì đó nó uốn lượn quá nè, thì nó mới hơi phổ biến thôi. Chứ còn bên kiến trúc với bên kỹ sư kết cấu rồi thì tôi nghĩ là cũng ít khi sử dụng. Ok, thì chia sẻ với một số anh em như vậy với nè, ba cái cách để mà chúng ta thực hiện cái việc mà chúng ta chuyển convert một cái đường S-Berline sang đường Polyline. Ok, cảm ơn cả nhà. Anh em nào chưa đăng ký có thể đăng ký kênh với nè, để ủng hộ và lan tỏa được cái giá trị của video nếu như nó thật sự hữu ích cho các anh chị và cho cộng đồng. Cảm ơn các anh chị rất nhiều.